Tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Sơn Anh. Chị Sơn Anh ơi, đêm ngày hôm qua thì Hà Nội lại tiếp tục mưa và ngập. Hai ngày ngập liên tiếp rồi, không biết là chiều và đêm ngày hôm nay thì sao ạ? Vâng thưa chị Thụy Vân, mưa ở thủ đô Hà Nội thì đang có xu hướng giảm bởi vậy mà khả năng ngập thì sẽ không cao đâu ạ. À, quý vị khán giả cũng có thể thấy là trời tạnh giáo ngay từ sáng rồi và hiện tại thì còn đang có những khoảng hửng nắng nhẹ nữa. Khoảng tạnh giáo này thì sẽ còn duy trì đến khoảng 4-5 giờ chiều ngày hôm nay với mức nhiệt giao động khoảng là từ 30 cho tới 31 độ từ chiều tối đến đêm thì trời có mưa rông trở lại thế nhưng nhiều khả năng là mưa không quá to theo dõi trên bản đồ dự báo tích lũy mưa trong đêm nay tại thủ đô Hà Nội cũng có thể thấy mưa ở vùng trung tâm và các quận huyện thì phổ biến là sẽ không vượt quá 25mm riêng ở khu vực phía Bắc thì một số nơi có thể từ 25 đến 50mm thế nhưng lại là ngoại thành cho nên ít khả năng gây ngập Tại Thái Nguyên, nơi đêm qua xảy ra sạt lở khiến 3 người thiệt mạng thì dự báo vẫn nằm trong khu vực mưa to và sạt lở đất ngập úng vẫn có nguy cơ cao sẽ xảy ra. Bên cạnh đó là khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là tại Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng cũng là những nơi cần cảnh giác với các hiện tượng này. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều tối nay cũng sẽ có mưa rông rải rác, có nơi mưa vừa, cần phải đề phòng với gió giật mạnh và sớm sét. Trước khi có mưa thì trời sẽ khá nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 cho tới 33 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết mà tôi muốn cập nhật tới quý vị khán giả.